Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin giải trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất của Sao Hoa Ngữ trong ngày hôm nay. Phạm Băng Băng bị nghi chia tay Lý Thần vì lý do đang mang thai với đại gia. Ngày 27 tháng 6, trên Weibo, các blogger liên tục đăng một tin nhắn có nội dung Phạm Băng Băng mang thai, phản bội Lý Thần. Theo đó, nữ diễn viên đã ở nhà một đại gia nhiều tháng qua. Vì đứa trẻ không phải con của Lý Thần nên nam diễn viên quyết định chia tay. Trong đó có kèm theo bức ảnh một người phụ nữ khá giống với Phạm Băng Băng, có phần bụng nhô lên. Ngày 27 tháng 6, Phạm Băng Băng cũng xuất hiện trên phố với vòng hai khá lớn, động tác giống như nôn ngén, làm rộ lên suy đoán mang thai. Trước đó, khi vòng hai của nữ diễn viên có tình huống bất thường, nhiều người còn suy đoán Lý Thần và Phạm Băng Băng vì có con nên sẽ sớm tổ chức đám cưới. Nhưng tối ngày 27 tháng 6, cặp đôi tuyên bố đường ai nấy đi, khiến cư dân mạng tin rằng Phạm Băng Băng mang thai con người khác. Người đàn ông này được đồn đoán là Ngô Thiết Quân, chủ tịch một tập đoàn có trụ sở ở Nam Kinh. Tuy nhiên, người hâm mộ của Phạm Băng Băng cực lực phản bác thông tin trên, họ đưa ra dẫn chứng là các mốc thời gian Phạm Băng Băng xuất hiện. Từ ngày 7 tháng 5, cô tham gia chương trình từ thiện trên Tây Tạng. Tại đây, nữ diễn viên bị hội chứng cao nguyên, sốc độ cao, phải truyền thuốc. Cô còn bị ngất và chảy máu mũi liên tục. Ngày 31 tháng 5, nữ diễn viên tham gia sự kiện Internet Tinh Quang Thịnh Điển vẫn đi giày cao gót và mặc đồ đen nên không lộ bụng. Ngày 12 tháng 6, cô sang Hàn Quốc chụp hình cho tạp chí Razia với thân hình thon gọn. Trước tin đồn mang thai với đại gia, phía Phạm Băng Băng vẫn chưa lên tiếng. 20 năm trước, cô cũng bị đồn mang thai với đàn anh Hồng Kim Bảo. Sự việc này khiến nữ diễn viên gặp rắc rối trong thời gian dài. Hôm nay quả là một ngày không mấy tốt lành của làng giải trí châu Á. Khi vẫn còn chưa hết choáng váng trước câu chuyện ly hôn của Song Joong Ki và Song Hye Kyo, người hâm mộ lại một phen phải đón nhận tin buồn từ Phạm Băng Băng và Lý Thần. Cách đây ít phút, người đẹp họ Phạm bất ngờ tuyên bố chia tay bạn trai sau 4 năm hẹn hò. Trên trang cá nhân, Phạm Băng Băng chia sẻ: "Cuộc đời mỗi người có thể trải qua muôn vàn sự chia ly, tình yêu và sự ấm áp mà chúng tôi nhận được trong những ngày tháng bên nhau đã hóa thành sức mạnh vĩnh hằng. Cảm ơn sự ủng hộ, cổ vũ và tình yêu mà anh đã dành cho em trong suốt chặng đường qua. Cảm ơn vì tương lai vẫn sẽ quan tâm và che chở cho nhau. Chúng ta không còn là chúng mình nữa, chúng ta lại là chúng ta." Sau đó, Lý Thần cũng viết trên Weibo: "Từ bạn bè thành người yêu, rồi lại trở thành bạn bè. Dù hình thức tình cảm có thay đổi, nhưng những cảm xúc thân chất giữa anh và em không bao giờ thay đổi. Sự tin tưởng và ủng hộ dành cho nhau là vĩnh hằng. Chúng ta không còn là chúng mình nữa, chúng ta lại là chúng ta." Lý Thần và Phạm Băng Băng công khai hẹn hò vào tháng 5 năm 2015. Đến tháng 9 năm 2017, cặp đôi chính thức đính hôn. Từ đó đến nay, cả hai liên tục vướng tin đồn chia tay. Nhưng trong khoảng thời gian Phạm Băng Băng gặp sóng gió nhất vì vướng scandal trốn thuế, Lý Thần vẫn ở bên ủng hộ bạn gái. Tuy vậy, khi mọi chuyện đã lắng xuống, Phạm Băng Băng rục rịch trở lại làng giải trí và thông tin về đám cưới của cặp đôi bắt đầu râm ran, thì họ lại bất ngờ tuyên bố chia tay trong tiếc nuối. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Những thông tin liên quan đến Phạm Băng Băng và Lý Thần sẽ được liên tục cập nhật tại kênh. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất.